coi thử, coi như cái phần mà em điều trị thì em thấy nó như thế nào. Cái phần nửa của mình nó được đẩy lên hết, cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Quay phim, bộ phim hành động Hai Phượng, trong cái quá trình đã quay hơn 20 mấy ngày qua thì có rất là nhiều những cảnh hành động quay đêm. Như các bạn cũng biết thì quay đêm như là thức khuya dậy sớm thì con cảm thấy cái làn da của mình nó bắt đầu có những cái dấu hiệu thiếu nước, rồi nó sần sùi và nó cũng có một phần nào đó chảy xệ. Tìm cách để chăm sóc cho cái làn da mình đã bị bào mòn quá nhiều thì nhân đây thì cũng được gặp chị Mai. Mình cảm thấy rất là hâm mộ với cái nhan sắc của chị sau trong những cái thời gian qua, và Vân cũng sẽ đã gọi điện thoại cho chị Mai và nhờ chị tư vấn.